Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình là mình Cường nha các bạn. Thì clip này mình chia sẻ các bạn cái các con ngan của mình nuôi nha. Ngan thì chỗ thì kêu ngan, chỗ thì kêu vịt sim, chỗ thì kêu tên khác, nói chung là vịt đen, vịt đều, nói chung nó cũng đủ kiểu. Còn chỗ mình hay kêu bằng ngan nha. Thì con ngan này mình nuôi cũng được 8 tháng các bạn. Cho ăn mấy cái đồ ăn toàn là đồ ăn thừa trong nhà, chủ yếu là lúa là chính nha, còn lâu lâu thì có đồ ăn thừa như cơm nguội hay là bún hay là cái gì đó mình hay cho nó ăn nha. Thì nên là nó cũng lớn một cách rất là từ từ, chứ không có cho ăn bắp hay là cám công nghiệp. Thì nói chung là ăn cám công nghiệp hay ăn bắp thì mình bổ sung thêm thì nó sẽ mập mạp, nó nhanh lớn hơn. Thì mình nuôi đợt trước là có 6 con, thì có 2 con ngan trống, nhưng mà có con ngan trống thì nó ăn tham quá, nó nghẹn, nó chết các bạn. Khi mà mình cho nó ăn quả chuối, mình cho nó ăn nguyên quả luôn mà nó nuốt nguyên quả vô rồi nó cái vỏ nó không có tiêu hóa được á, nó chướng diều, nó nghẹt luôn, nó chết, nó không ăn được, nó chết. Thì còn được con ngan lớn này, với lại 4 con ngan mái ha. Ngan mái thì tới cái giai đoạn mà các bạn thấy nó lớn nhanh đó, thì cái giai đoạn trong khoảng 2 tháng đầu tiên thì các bạn thấy nó lớn rất là nhanh nha. Rồi tới giai đoạn sau thì nó lớn bắt đầu chậm dần từ từ. Rồi tới giai đoạn mà 6-7 tháng thì nó bắt đầu nó thay lông và nó chuyển sang cái giai đoạn nó đẻ trứng nha các bạn. Thì đẻ trứng thì ngan, cái trứng, số lượng của trứng ngan thì bây giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Mình vô trong chuồng quay cho các bạn xem, cũng như là mình thu thập mấy cái trứng ngan mình đem ra nha các bạn. Đây các bạn thấy là cái ổ ngan đây các bạn, ổ trứng ngan đây, không biết là mấy nay mình bận việc mình đi rồi nó nhà nó có ấp hay không. Thì đó các bạn thấy trứng nào trứng nấy rất là to nha, trứng to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, được 10 trứng các bạn. Khi mà ngan nó có dấu hiệu thay lông á, thì nó sẽ bắt đầu nó đẻ. Mà nuôi thì các bạn phải có ngan trống nha, còn nếu mà nó không có ngan trống thì nó hay bay nhảy tùm lum lắm, nó nói chung là nó đòi cồ, nó hay bay ra ngoài. Nó đẻ thì có thể là những cái trứng đầu, trứng so nó rất là nhỏ, tuy nhiên là sau những cái quả trứng nhỏ thì nó nhỏ, nhưng mà so với những cái trứng to thôi, chứ còn đối với trứng gà thì nó vẫn nó to hơn nha các bạn. Còn sau này thì nó đẻ quả nào quả nấy, các bạn thấy mình cầm hai quả lên này, quả nào quả nấy nó rất là bự. Thì hôm trước là mình lượm vô cả chục trứng rồi các bạn, nay thêm chục trứng nữa. Thì nói chung là cái số lượng trứng của ngan nó đẻ thì nằm ở khoảng 16 tới 18 trứng các bạn. Nói chung là mình hay lượm vô thì nó đẻ nhiều, còn mình đẻ thì nó đẻ tới cái số lượng ví dụ như khoảng 16, 17 trứng gì đó nó bắt đầu nó ấp. Tuy nhiên là mình lượm vô thì nó đẻ. Thì tới khi mình đếm cái số lượng trứng nó đủ khoảng 18, 20 trứng gì đó thì cảm thấy nó đẻ một hai trứng nữa thì mình sẽ đem ra trở lại cho nó ấp. Nếu mà rơi vào khoảng mùa khô nó ấp được thì mình sẽ cho nó ấp. Còn mùa này thì trời nó còn mưa nên là khi mà ngan nó đi ăn bên ngoài là cái chân nó dơ, nó bẩn, cũng như là nó dính nước thì nó vô nó đạp trứng đạp đồ thì nó rất dễ cái tình trạng bị ung trứng các bạn. Thì về tổ, làm tổ cho nó đẻ thì mình làm cũng giống tổ gà thôi, mình cũng lót rơm. Tuy nhiên là khi mà nó vào nó đẻ thì nó sẽ quá trình nó vừa đẻ nó vừa rụng lông các bạn, nó rỉa lông của nó ra nó đắp làm tổ này. Các bạn thấy không, là các bạn thấy là khác với tổ gà nha. Tổ gà là mình bỏ rơm là nó chỉ có rơm thôi, nó không có lông gà. Tuy nhiên là ngan trong quá trình nó vừa đẻ nó vừa thay lông các bạn.
Thì cái số lượng trứng của nó là nó khoảng từ, nói chung là trung bình 18 trứng là nó ấp nha các bạn. À, các bạn vẫn có thể gộp hai ổ lại với nhau. Ví dụ như hai con đẻ thì các bạn muốn tiết kiệm thì thời gian để cho mình tách trứng ra cho hai con gộp lại nó ấp thành một con, rồi con kia để chuẩn bị nó đẻ cái lứa tiếp theo đó, thì các bạn cũng thấy gộp cho nó ấp 25 30 trứng nó vẫn nở như thường các bạn. À, nói chung là con ngan mái nó ấp rất là khéo nha, chứ không phải giống như gà. Gà thì mình ấp cỡ chừng 10 13 trứng thôi, chứ còn ấp nhiều quá nó bị ung các bạn. À, tuy nhiên ngan thì ấp hơn 20 trứng vẫn nở bình thường nha. Rồi ok, thì clip ngắn này mình chia sẻ các bạn cái nội dung là ngan thì mấy tháng nó đẻ ha, rồi nó đẻ bao nhiêu trứng nha các bạn. Thì nói chung là trong khoảng 18 tới 20 trứng thì cho nó ấp cỡ đó là vừa ha. Rồi, ok, mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Mình bye bye các bạn. Giờ mình hốt mấy cái trứng này vô để cái vụ này, cái lứa này mình bỏ các bạn. À, có nghĩa là lứa này mình đem vô mình ăn hết, chứ mình không có để cho nó ấp tại vì nó đang còn mùa mưa. À, chỉ cái giai đoạn mà chuyển sang khoảng cuối tháng 11, tháng 11, tháng 12 á, thì bắt đầu nó vô mùa gió, mùa lạnh. Thì lúc đó thì nó cũng chuyển sang mùa khô rồi. À, mưa thì lâu lâu cũng có 1, 2, 3 cơn mưa phùn thôi, nhưng mà không đáng kể. Thì lúc đó cái nền đất nó đã khô ráo thì cho con ngan nó bắt đầu nó ấp. À, nó ấp tới tháng 12 nó ấp thì tới giữa tháng 1 nó nở, nó 45 ngày. Thì nói chung là tới chừng đó là nó vô mùa khô đó. Mình nuôi từ cái tháng 1 cho tới tháng 2, 1, 2, 3, 4 à, là bắt đầu nó chuẩn bị vô mùa mưa lại. Thì nuôi 4 tháng thì con ngan nó lớn rồi các bạn. Ngan nó lớn thì mình không có lo sợ về cái vấn đề mà nó bị mưa nhiều, nó lạnh, nó chết nữa à, mình nuôi được cái vụ đó à. Thì nói chung mình nuôi ngan thì mình cập nhật các clip sau cho các bạn xem thêm. Giờ clip này mình hơi dài rồi nha, mình kết thúc tại đây. À, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nha các bạn. À, cũng như là chia sẻ video, gửi lại bình luận bên dưới video để mình có động lực làm các video mới cho các bạn xem nha. Bye bye các bạn.